hài hước và nhân văn chỉ có trong chương trình của chúng tôi, Biệt đội Phấn Trắng. Chương trình Biệt đội Phấn Trắng do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông Big Vision thực hiện. Chương trình được phát sóng vào lúc 15:55 Chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Và không quên nói lời cảm ơn đến tất cả những nhãn hàng đã đồng hành và tài trợ chính cho chương trình. Xin được cảm ơn nhãn hàng bột thực phẩm Bico xương xưa của công ty liên danh Bộ Y tế và đại diện là ông Vũ Việt Nam. Cảm ơn và xin được trân trọng giới thiệu nhãn hàng bánh gạo Quanh Quanh và Easy thuộc công ty thực phẩm Quanh Quanh Việt Nam và đại diện là bà Hà Thị Cân. Xin được cảm ơn nhãn hàng Vicoco tinh hoa dừa Việt của công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến dừa Lương Quế và đại diện là ông Nguyễn Tấn Vĩ. Chúng tôi cũng xin được gửi những lời cảm ơn đến các nhà tài trợ phụ. Xin được cảm ơn công ty điện tử Su Giang với nhà đại diện đó chính là AC Hiếu Hiền. Xin được cảm ơn nhãn hàng Hoàng Trần Kim Đức Phong và đại diện là ông Phùng Tấn Cẩm. Xin được cảm ơn nhãn hàng IKEO, đại diện là thầy Nguyễn Ngọc Nam. Về phía nhà trường, chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của cô Nguyễn Thị Hồng Vân là Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Và xin được trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Văn Thi, Chủ tịch công đoàn và 1.898 học sinh ưu tú của trường Lê Minh Xuân. Và chúng ta hãy chào đón Biệt đội Phấn Trắng trường Lê Minh Xuân. Chúng ta là Biệt đội Xây Công. Em đường tình em thua, đường đua em chấp. Quỳnh Anh Xây Bông. Mặc dù nụ cười luôn nở trên môi nhưng điểm lý của tôi chưa bao giờ là ổn. Anh Nhã, xì, trẻ. Lanh quanh muôn nơi nhưng mà anh chỉ muốn chạy thẳng vào tim em. Tuấn Kiệt, xì, chay. Mình tên là Đăng Coi Đè, mình là xì, hơi. Trời đất ơi. Mình là Thanh Dung, biệt danh của mình là xì, chết. Hả? Hữu Phúc xì ke. Em thấy cái đội này sao hay ra dẻ quá. Câu slogan của mình là gì? Ăn gian thổ ngủ cẩn trương, học hết sức chơi hết mình. Các bạn sẽ phải trải qua 2 vòng thi đấu. Vượt qua vòng thi đấu thứ nhất, các bạn sẽ có số tiền là 3 triệu đồng. Nhưng nếu không vượt qua, các bạn sẽ không có số tiền đó và vẫn phải hướng đến vòng thi đấu thứ hai. Ở tại đó, các bạn thành công, các bạn sẽ có số tiền là 7 triệu đồng. Nhưng chúng tôi sẽ trao cho các bạn một chiếc khấn may mắn. Nếu các bạn dám đặt được chiếc khấn may mắn vào vòng thi đấu thứ hai, các bạn sẽ có cơ hội, nếu giành chiến thắng, các bạn sẽ giữ luôn được 3 triệu đồng của vòng thứ nhất để trở thành 10 triệu đồng của cả hai vòng. Nếu như không thành công, các bạn sẽ phải ra về chặt tay, không có tiền và không có quà gì của chương trình. Các bạn đã hiểu rõ chưa? Các bạn ơi, vì sao lại có sự xuất hiện của biệt đội Xì Trung? Xin mời quý vị các bạn hãy theo dõi đoạn clip sau đây. 10 năm, rồi lại 10 năm nữa. Ai cũng khao khát về một cuộc sống tốt đẹp, yên bình. Nhưng không phải chặng đường đời nào cũng giống nhau. Tôi rất là buồn, rất là khóc luôn á. Nhưng mà mình ráng mình giấu đi những cái giọt nước mắt đó. Cố gắng mình vẫn động viên cô Phương. Và bây giờ thì biệt đội Xì Trâm đã sẵn sàng tham gia vào các thử thách của chương trình ngày hôm nay chưa ạ? Sẵn sàng. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách đầu tiên mang tên Thêm Trái Cho Cây. Bây giờ các bạn sẽ phải luồn zigzag qua cái thang này, sau đó bò qua, bò zigzag nha, qua những cái cột này, hái một cái bóng, cầm ở trên tay, quay 5 vòng. Sau đó các bạn sẽ đứng tại cái vị trí này, ném trái bóng nước vào trong rổ. Và nhiệm vụ của các bạn là phải ném được 7 trái bóng trong 10 phút ạ. Thời gian 10 phút chuẩn bị. 3, 2, 1 vô. Với cái thân hình dẻo dai và săn chắc này thì cái việc luồn qua đối với bạn rất là dễ dàng ạ. Hái một trái bóng ạ. Từ từ từ, hái trái bóng.
người cao hái cái bóng nó cũng khác biệt ha. Cái chỗ đó tôi hái không được đó. Cái chỗ đó tôi hái không được đó. Không đầu xuống, rồi quay 5 vòng. 5, 6, 7, 8, 9. Đứng sát, đứng sát, đứng sát luôn. Rồi nhanh lên, nhanh lên, ba anh cóc đâu hết rồi. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Trời ơi, bò mà còn nhanh hơn tôi chạy luôn á. Rồi, quay nào. Rồi, rồi, rồi. Em quay cuồng trong mơ hồ. Rồi người như cua đi trong mê sáng xin. Chúng ta vẫn chưa có trái bóng nào vào trong rổ đâu nha. Quay đều, quay đều, quay đều. Không còn đẩy luôn, cũng té nữa luôn. Nhanh lên, nhanh lên, không có thời gian nữa. Tôi cảm thấy quan ngại sâu sắc cho cái thân hình này. Bóng và sự cổ vũ của các bạn, cho nên là các bạn đã thua, Nhưng không sao, chúng ta vẫn sẽ đến với vòng thi đấu thứ hai đầy cam go và thử thách nhảy cò cò tạt lon. Ở đây, vị trí đầu tiên này, người chơi sẽ phải lò cò qua cái đường xích sắt. Tới vị trí này, các bạn sẽ không được dùng tay mà phải dùng chân hái xuống. Các bạn sẽ qua vị trí bên này, nhảy cò cò từ cái vòng này văng qua bên vòng này. Ở tại vị trí này, mình sẽ cầm chiếc dép lên tạt làm sao cho ngã mấy cái lon. Trong vòng 10 phút các bạn phải làm ngã hết toàn bộ số lon này. Bây giờ đội trưởng, bạn có muốn đặt cược chiêu phấn may mắn này vào vòng 2 không? Đặt cược mình trao cho bạn. Các bạn phải cố gắng, nếu thất bại các bạn sẽ thất bại toàn phần, ra về trắng tay, không tiền cũng không quà, nhớ chưa? Rồi các bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Vậy chứ đi qua ông nội ơi, mệt ông la lớn. 3, 2, 1 nhảy. Rồi okay. Qua đây, qua đây. Rồi hay quá, rồi dùng sức tăng mạnh. Wow, nhớ là cái vòng này vẫn phải để cho một cái lon rớt xuống luôn nha. Hay okay. Quá, hay quá. Rồi Rồi tiếp theo, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Chân dài có lợi ghê ha. Tạt mạnh lên con.
hả? Trời ơi, ông đó. Yeah. Ok. Who's that Pokemon? It's Pikachu. Lên tiếng đàn nè. Lên tiếng đàn nè. Mười đẹp. Mạnh lên. Oh. Còn một cái nữa. Yeah. Như vậy thời gian chỉ nằm ở con số 7 phút 55 giây. Chúc mừng biệt đội Si Chơi. Dân, Hiếu Huy xin trân trọng kính mời đại diện nhãn hàng IKEA là thầy Nguyễn Ngọc Nam sẽ lên trao phần quà trị giá là 7 triệu đồng cho biệt đội Si Trùm. Dạ, cảm ơn thầy Nguyễn Ngọc Nam. Không phải chỉ dừng ở 7 triệu đâu. Biệt đội Si Trùm chúng ta đã xuất sắc đặt cược chiến phấn may mắn. Và các bạn đã giành về 3 triệu đồng đã mất ở trước đó của vòng thi đấu đầu tiên. Như vậy chúng ta đã có số tiền là 10 triệu. Và tiếp theo đây thì xin được mời đại diện của nhãn hàng bánh kẹo Quanh Quanh và Ichi sẽ lên trao số tiền thưởng này. Và xin được mời đại diện bà Hà Thị Xuân. Cảm ơn chị Hà đã cho rất nhiều ạ. Còn bây giờ thì với 10 triệu đồng này, đội trưởng và các con sẽ quyết tâm để làm gì? Dạ, tụi con sẽ đem phần thưởng này để tặng cho một người cô yêu quý tại trường. Dân, người cô yêu quý và đó cũng chính là nhân vật chính của chương trình Biệt đội Phấn Trắng ngày hôm nay. Xin mời tất cả quý vị các bạn hãy cùng xem đoạn clip. Biến cố 2012 phát hiện đó mình bị bệnh nhược cơ và nguyên nhân là do có khối u tuyến ức. Thì ở đây thì bác sĩ đã đưa phác đồ là phải mổ, và sau khi mổ thì sinh thiết thì nó không được tốt. Cô Phương tái phát bệnh trở lại nặng hơn mà phải xạ trị hóa trị và tóc phải rụng, và cô Phương phải đeo cái bộ tóc giả để đến lớp. Tôi rất là buồn, rất khóc luôn á. Nhưng mà mình ráng mình giấu đi những cái giọt nước mắt đó, cố gắng mình vẫn động viên cô Phương. Sau khoảng thời gian chạy chữa, bệnh vừa thuyên giảm thì cô lại phải đón nhận thêm căn bệnh ung thư tuyến ức. Từng đợt di căn phá hoại sức khỏe bắt buộc cô phải xạ trị. Chồng cô thì công việc thì cũng không có ổn định lắm. Có khi thì nuôi cá để bán, hay là nhổ hóa sen để bán. Rồi có khi thì ra kêu chạy lấy xe thì lấy xe. Nói chung công việc nó không có ổn định. Thu nhập nó cũng khó khăn trong cái chuyện điều trị cho cô Phương. Cho đến tận bây giờ, hình ảnh người cô giáo trẻ với sức khỏe yếu ớt, đội mái tóc giả đến trường hôm ấy vẫn luôn là hình ảnh nhiều xúc động, mà ai nhớ về cũng cảm thấy xót xa. Với một giáo viên già nghị lực vậy thì bản thân là một đồng nghiệp, thì ngày đầu tiên sau dịch mà trở lại trường á thì thấy cô Phương với cái đầu không còn cọng tóc nào thì không thể nào mà nói lên được cái lời nào. Và những cái công việc nhà đơn giản thì cô nói với mọi người nó đơn giản, nhưng với cô nó cũng là một cái khó khăn trở ngại. Khi mà quét cái nhà hay là lau cái nhà, cô
phải làm 2-3 lần. Những trang sách cuộc đời của cô có đầy rẫy nỗi đau. Thế nhưng khi nhìn thấy con trai bé nhỏ, ánh mắt người mẹ hiền ngay tức khắc liền hóa trìu mến, yêu thương. Tại vì con cô nó cũng còn quá nhỏ, nên cô cố gắng sẽ cùng con trải nghiệm những cái gì rất là đơn giản. Ví dụ là cuối mỗi buổi học thì con sẽ được ở lại trường con chơi cùng các. Khi nào mẹ hết bệnh? Khi mẹ uống thuốc thì khi nào con ngoan thì mẹ sẽ hết bệnh. Vậy con có ngoan không ạ? Ngoan. Rồi, con ngoan thì mẹ nhất định sẽ hết bệnh. Mẹ khỏe thì mẹ sẽ dắt con đi khắp mọi nơi. Được không? Thích không? Dạ, thích. Hết bệnh cái dẫn con qua Hàn Quốc. Dắt cái qua Hàn Quốc luôn hả? Chuyện sức khỏe mình ngày càng yếu dần, từ lâu cô đã học cách chấp nhận. Thế nhưng tình mẫu tử này là điều duy nhất cô tham lam muốn có đủ, muốn chữ chỉnh, muốn mãi mãi chắc chiêu. Cũng có một lúc nào đó cô nghĩ tại sao cô sinh con cơ ra, vì cô hối hận là cô không thể chăm sóc con nó tốt hơn, và cái đoạn đường mà cô cùng con cô đi nó không được xa. Gác lại những điểm riêng, mấy mươi năm qua, đôi chân của cô Phương vẫn miệt mài đến trường, gieo chữ. Giữa nhiều biến cố cuộc đời, học trò chính là động lực quý giá. Nụ cười của học trò gần như có thể xóa hết mọi vết thương âm ỉ trong cô. Cô muốn mình đến trường để mình có thêm sức mạnh. Khi mà đến trường, cô cảm thấy nó khỏe hơn là cô ở nhà. Dù cũng hơi buồn là mình không còn có thể tham gia được các hoạt động phong trào của trường như ngày trước nữa, nhưng mà mình vẫn luôn dõi theo. Vì cuộc sống luôn có những quy luật mà con người ta không thể lẩn tránh. Vì cô biết điều gì rồi cũng sẽ đến một giới hạn riêng. Vậy nên cô chẳng mong cầu gì lớn lao, chỉ hy vọng mai sau mình có sức khỏe, mình còn sức khỏe để có thể bước tiếp thật lâu trên chặng hành trình người lái đò chuyên chở tri thức sang sông. Kính thưa tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Biệt Đội Phấn Trắng. Chắc lẽ tôi không may mắn như là cậu bé đó, vì tôi cũng không còn mẹ, cũng không còn ba. Nhưng đâu đó tôi lại thấy như mình được sống lại một cái ký ức của một người mẹ rất yêu thương con. Con có thể nói gì khi mà xem đoạn clip này không? Con cảm thấy rất là đồng cảm. Tại ba mẹ con cũng bệnh nên con cũng đồng cảm với cô rất là nhiều. Còn bây giờ xin mời nhân vật chính của chương trình, xin mời cô Phương. Cô thấy rất là xúc động đối với chương trình, cũng như là tinh thần của đội Xì Chung, cũng như là các bạn học sinh vẫn ngồi ở đây lắng nghe, thấu hiểu được những cái khó khăn mà cô đã trải qua. Bên cạnh đó các em cũng luôn đồng hành cùng cô cố gắng. Hiếu Huyền xin được đại diện cho chương trình Biệt Đội Phấn Trắng cùng với Thu Thủy mến chúc cô luôn gặp nhiều may mắn và cuộc sống ngày lạc quan hơn. Đây là phần thưởng mà các bạn ráng cố gắng làm sao đạt được để gửi tặng đến cho cô. Thì bây giờ thì mời đội trưởng và các bạn sẽ trao cho cô đi. Hy vọng là món quà nhỏ nhỏ này như là ý nghĩa thật là to. Bên cạnh phần quà mà các bạn đã cố gắng để dành tặng cho cô giáo của mình, thì chúng ta vẫn còn rất là nhiều những phần quà mà nhà tài trợ đồng hành cùng với chương trình cũng mong muốn để gửi tặng đến cho cô. Dạ, đây là nhãn hàng công ty điện tử Suzan gửi tặng đến cô một món quà sức khỏe. Dạ. Bây giờ sẽ là quà dành cho các chiến binh. Xin cảm ơn công ty điện tử Suzan rất nhiều ạ.
Tiếp theo đây thì xin được mời thầy Nguyễn Ngọc Nam là đại diện của nhãn hàng IKEA sẽ lên trao quà cùng phần thưởng 2 triệu tiền mặt dành cho cô giáo ạ. Và các phần quà dành cho các chiến binh của chúng ta. Xin cảm ơn thầy Nguyễn Ngọc Nam rất nhiều ạ. Và tiếp theo đây thì chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn và mời lên sân khấu ông Phùng Tấn Cẩm là đại diện nhãn hàng quạt trần Kim Thuận Phong sẽ trao quà cùng phần quà trị giá 2 triệu tiền mặt. Biệt đội Xì Trương cũng sẽ nhận được phần quà đến từ nhà tài trợ Kim Thuận Phong. Cảm ơn đặng rất nhiều. Tiếp theo chúng tôi xin được mời bà Hà Thị Cân sẽ gửi đến những phần quà đến từ nhãn hàng bánh gạo Quanh Quanh Nền Ichi. Và bây giờ sẽ là những phần quà dành cho các chiến binh. Cảm ơn chị Cân rất nhiều. Tiếp theo chúng tôi xin được chân thành cảm ơn phần quà đến từ nhãn hàng Việt Coco. Và xin được mời ông Nguyễn Tuấn Vĩ sẽ lên trao quà và 5 triệu tiền mặt. Còn bây giờ sẽ là quà cho các chiến binh ạ. Xin cảm ơn anh. Trân trọng kính mời ông Vũ Việt Nam là đại diện nhãn hàng bột trộn sẵn Mico Hương Xưa thuộc công ty liên doanh bột quốc tế sẽ lên trao quà và 10 triệu đồng tiền mặt. Các thành viên của biệt đội Xì Trương cũng sẽ nhận được phần quà của Mico Hương Xưa. Cảm ơn Vũ Việt Nam rất nhiều. Thưa quý vị, để góp phần tạo nên một chương trình thành công, ý nghĩa và nhân văn ngày hôm nay thì chúng tôi cũng không quên cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình từ ban lãnh đạo nhà trường. Và sau đây thì xin được mời lên sân khấu cô Nguyễn Thị Hồng Vân là phó bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng nhà trường sẽ cùng tiến lên sân khấu và nhận phần quà của chương trình. Xin được mời cô. Đây không phải là lần đầu tiên mà là lần thứ hai nhà trường nhận được cái sự hỗ trợ này. Mình rất là tự hào về cái tinh thần lạc quan của cô Phương. Chính cái sự lạc quan của cô Phương chính là tạo nguồn cảm hứng cho những người khác ở trong trường nữa, để có một cái tinh thần tốt trong công tác. Dạ, xin cô nán lại để Hiếu Hiền sẽ thay mặt cho những nhà tài trợ của chương trình sẽ gửi đến cho cô những món quà của nhãn hàng để thay cho lời cảm ơn. Đầu tiên là nhãn hàng quạt trần Kim Trung Phong. Đây chính là cái voucher giảm giá 45% cho mỗi sản phẩm. Nếu như cô và nhà trường có ý định là sẽ tăng cường thêm những cái trang thiết bị cho phòng ốc á, Kim Trung Phong sẽ hỗ trợ 45% cho tất cả các mặt hàng. Đây là bánh gạo Quanh Quanh và Ichi. Còn đây là bộ trung sản Mico Hương Xưa. Còn đây là công ty điện tử Sư Danh. Còn đây là nhãn hàng Việt Coco. Còn đây là nhãn hàng IKEA. Với tất cả những lòng thành, kính chúc cô và toàn thể quý thầy cô với tất cả các bạn học sinh luôn luôn may mắn trong cuộc sống. Còn bây giờ thì Hiếu Huyền xin mời 5 bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhất của trường sẽ bước lên đây để nhận về mỗi một người một phần thưởng đến từ nhãn hàng Việt Coco. Đó chính là sử dụng 6 tháng miễn phí uống sữa dừa. Và bây giờ thì xin trân trọng kính mời đại diện nhãn hàng Việt Coco, đó chính là anh Vĩ, sẽ lên trao những phần quà rất là yêu thương đến cho các bạn. Kính thưa quý vị các bạn, và chương trình Việt Đội Phấn Trắng của chúng tôi ngày hôm nay tạm khép lại cái số ngày hôm nay. Xin được cảm ơn những nhãn hàng đã đồng hành và tài trợ chính cho chương trình của chúng tôi. Xin được cảm ơn nhãn hàng bột trộn sẵn Mico Hương Xưa. Cảm ơn nhãn hàng Việt Coco. Cảm ơn nhãn hàng bánh gạo Quanh Quanh và Ichi. Và xin được trân trọng cảm ơn các nhãn hàng tài trợ phụ cho chương trình. Cảm ơn công ty điện tử Sư Giang. Cảm ơn quạt trần Kim Tân Phong. Cảm ơn IKEA và tất cả những nhãn hàng khác đã tin tưởng và đồng hành với chúng tôi, làm cho chương trình ngày thêm một ý nghĩa. Chương trình Biệt Đội Phấn Trắng được phát sóng vào lúc 15:55 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và chương trình mang tên Biệt Đội Phấn Trắng.